giải phạm nhân vào. Buông ta ra! Ngươi còn gì để nói nữa không? Hoàng thượng, sao lại bắt ta? Đỗ tổng quản, người ta hỏi ngươi kìa, sao mà bắt người ta? Dạ dạ, thích thì mình bắt thôi ạ. Ta thích thì ta bắt thôi. Rồi sao, ngươi không phục hả? Cấm vệ quân đâu, lôi đi. Dạ. Trần ơi, vậy cũng được hả? Công lý ở đâu? Tầm này thì công lý chưa có ra đời đâu. Hai ông bước lên bèn đi. Không biết nhà vua khét tiếng hiếu sát hả? Đến bà nội còn không tha thì em họ có là cái gì chứ? Riết rồi giết người, giống như là một thú vui tao nhà vậy đó. Đi lên đi. Buông ta ra, lũ chó, buông ta ra. Các ngươi còn cái gì muốn trình tâu nữa không? Không thì bãi triều nghe. Hoàng thượng chăm lo việc nước đến hao tổn long thể, thuộc hạ đã sớm chuẩn bị hàng tuyển cho người giải khuây, đang chờ trong hậu cung mà. Á đù, ngon vậy. Đi, mau đi. Dạ, hoàng thượng hồi cung. Quy một ngáp một cái rất to, rồi dương dài đứng dậy. Các quan cúi thấp xuống, cùng cúc nép qua một bên khi hoàng đế bước đến. Trời ơi, mới vừa truy quan suốt đêm với đám cung nữ mà vào vô nữa hả? Dân an năm còn dài 400 năm, thì trời sao lại sanh ra vua quỷ? Thả ta ra! Ê, kêu la cái gì? Tấn tiếng mày ăn giờ à? Im đi! Thằng chó, mau thả ta ra! Má, dám chửi ta hả? Nè, không được hỗn lâu. Dạ đại nhân. Giáng tu công, xin ngài đừng kích động quá. Hoàng thượng mà nghe thấy thì bọn tiểu nhân khó lòng giữ được cái đầu trên cổ. Cai ngục, ngươi để ta đi đi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền cũng có. Lê Hoành bấy giờ đã thấm mệt, ngồi phịch xuống đất thở dốc, mồ hôi chảy đầm áo. Viên Cai ngục lo lắng nhìn xung quanh rồi nói khẽ: nếu cứu ngài ra, tiểu nhân sẽ bị tru di tam tộc đó. Quy mục là bạo đế, hắn không xứng làm vua. Ngày sau thành công, ta thề sẽ không quên ơn ngươi đâu. Chỉ sợ lúc ngài thành công, tiểu nhân cúc đầu mất rồi. Cai ngục đâm chiêu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bỏ đi. Canh ba đêm đó, khi Lê Quanh đang gục gạt ngủ, bỗng nghe có tiếng kéo cửa nhẹ, rồi tiếng lanh canh của chiếc chìa khóa. Đôi tay bị cầm tự dưng nhẹ hẳn đi. Mở mắt ra đã thấy Viên Cai ngục ngồi trước mặt. Đây là khoác gia hành, tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn ngựa cho giảng tu công rồi. Đa tạ. Ngài đi về hướng nam có một lối bí mật, tiểu nhân đã vẽ rõ ở đây nè. Xin ngài hãy cẩn thận, màn đêm tối tăm và lạnh lẽo lắm. Chúc ngài bình an. Lê Hoành nhanh chóng trùm áo lên người, đi nhanh ra cổng. Đêm ấy không trăng và nhiều sương, thật là trời đã giúp người. Viên Cai ngục buộc mõm ngựa lại, không cho hí.
Sau đó quất mạnh, con chiến mã đưa quanh chạy dùng dục, bỏ lại hoàng cung sau lưng. Khi trời đã sáng hẳn thì đã đến cửa biển Thần Phù. Giản Tu Công, ngài còn sống đó sao? Ta may mắn sống sót, nhưng không kịp đưa gia đình theo. Lê Hoành thoát khỏi nguy hiểm đã tạm an tâm. Nghĩa quận công Nguyễn Văn Lan hết sức chào đón, đón đã dắt người ngựa vào thành Tây Đô. Mọi người tại đó nhất bật tôn xưng. Ngoài Giản Tu Công ra thì không ai đủ sức đọc quy một bạo đế. Vậy này à, xin người làm minh chủ. Xin người làm minh chủ. Những việc làm của tên quỷ dương đó thì không thể nào tha thứ được. Lương Đắc Bằng, người mau giết hịch để kêu gọi các quan. Dạ. Bạo chúa Lê Tuấn, phận con thứ hèn kém, làm nhơ bẩn nghiệp lớn, lần lửa mới gần 5 năm mà tội ác đã đủ muôn khóe. Giết hại người cốt nhục, kiềm hãm các thần liêu, bọn ngoại thích được tin dùng mà phượt đuôi chó ngang ngược làm bậy. Người cứng cỏi bị truồng bỏ, mà kẻ đầu cá ẩn nấp nẻo xa. Quan tước đã hết rồi, vẫn thưởng tràn không ngớt. Dân chúng đã cùng khốn, còn dơ vét chẳng thôi. Vét thế khóa từ cân lạng, tiêu tiền của như đất bùn, bạo ngược ngang với tầng chính, đãi bề tôi như chó ngựa, coi dân chúng tựa cỏ rác, ngạo mạn quá cả ngụy quanh. Các binh sĩ theo ta, giết hung quân, giết hung quân. Hoàng thượng, không xong rồi, Lê Quanh đã giấy binh làm phản. Ngõ ngách mà đòi lách với mặt đường, phấn mà bị dơi dôi, xôi mà đi xôi với cơm nếp. Chuẩn bị ngựa cho ta. Nè, nghe nói Giản Tu Công làm phản rồi, bạo chúa cũng đích thân ra trận. Trời giúp chúng ta rồi. Sao ngài lại nói như vậy? Quỷ dương suốt ngày đó chỉ bị uống rượu với chơi gái, đứng còn không muốn giận, làm sao mà bì được với Lê Quanh hùng tài chứ hả? Đúng vậy, lần này đã đánh giá quá thấp đối thủ, mà còn thêm cái bệnh ảo tưởng sức mạnh nữa. Liên tục tì các cánh quân của Quỷ Dương bị Giản Tu Công nghiền nát. Bây giờ sự sợ hãi mới quét lên gương mặt từng một thời rất là ngạo mạn. Ủa, làm gì mà ở trong cung nhốn nháo lên hết vậy? Ngươi không biết gì sao? Quân của Bạo Đế liên tục bị Giản Tu Công dập cho tơi tả, sắp tiến đến kinh thành rồi. Có chuyện gì? Quý phi. Dạ, quân của Giản Tu Công quá dũng mạnh, hoàng thượng đại bại rồi. Cái gì? Vậy ngài đang ở đâu? Né ra, lũ ăn hại!
Hoàng thượng, xin người hãy bình tĩnh. Bình tĩnh hả? Nàng coi, thằng em vô tích sự của trẫm dám dựng binh phản lại trẫm, nàng nghĩ ta bình tĩnh được hay sao hả? Xin hoàng thượng hãy bình tĩnh, thiếp có cách này. Cách gì? Nói. Thưa bệ hạ, gia quyến của Lê Quanh vẫn còn ở trong thành, chi bằng bệ hạ sai người cho bắt họ đem ra trao đổi, ép Giản Tu Công phải nộp mình. Trao đổi à? Đỗ tổng quản. Dạ, có tiểu nhân. Ngươi mau mang theo cấm vệ quân lùng sục bắt hết gia đình của thằng phản trắc nó về đây cho trẫm. Dạ, tiểu nhân đã sớm bắt bọn chúng giải lên trên thành rồi à. Tốt, tốt lắm, theo ta ra đàm phán. Dạ, có chuyện này tiểu nhân không biết có nên nói cho hoàng thượng nghe không? Chuyện gì? Nói mau. Dạ, tiểu nhân có cho sứ giả ra ngoài thành đưa thư cho Giản Tu Công, mong hòa quản sẽ trả tù binh, nhưng ngài ấy không chịu, còn chém sứ giả và chửi. Sao? Nó dám chửi ta? Nó chửi cái gì? Nói lại mau. Dạ, tiểu nhân không dám. Ngươi mau thuộc lại từng câu từng chữ nó chửi ta, nhanh lên, không ta giết ngươi bây giờ. Dạ, dạ, ngài ấy nói. Mẹ thằng mất dạy chó đại khốn nạn, cuối cùng ta chịu quà. Ta đến đây vì bá tánh trăm họ cậy nhờ, chỉ vài trăm mạng của gia tộc mà dám dụ ta bỏ nghĩa lớn sao? Hả? Hả? Đó, nguyên văn ngài ấy nói vậy đó. Dạ. Quân khốn kiếp, dám chửi ta là khốn nạn hả? Cấm vệ quân, cấm vệ quân đâu rồi? Dạ. Mau lôi cả nhà, cả tộc Lê Quanh ra chém hết cho ta, chém trước mặt của hắn. Giết là chết thôi. Giết hết cho ta. Dám chửi bố mày hả? Nhìn kỹ đi. Ngươi nhìn cho kỹ đi. Gia quyến của ngài. Quân! Đại khai sát giới! Trong vòng 16 ngày, quân Lê Hoành kéo đến sát kinh thành Thăng Long, tấn công dữ dội. Các bức tường phòng thủ sắp không chịu nổi nữa rồi. Quy Mục sợ quắn cả lên. Mau, mau đem tiền cho tù nhân, nói tụi nó hộ giá trẫm. Sao rồi? Người đâu? Dạ, dạ tiểu nhân có đưa tiền vàng, mà tụi nó nhận xong đó là phắn đi như một cơn gió à, tìm hỏng có một móng nữa hoàng thượng. Mẹ tụi nó! Hả? Cái gì vậy? Hoàng thượng, trong thành bắn tín hiệu, Lê Quanh đang tiến quân vào. Hoàng thượng mau chạy lên phía bắc đi, thuộc hạ sẽ bọc khẩu. Chạy, 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 chạy đi.
Giảng Tu Công vào thành, thấy xác người thân nằm la liệt thì không cầm được nước mắt. Chôn cất cho họ đàng hoàng. Đưa cung tên cho ta. Hoàng thượng, ngài dùng chút nước rồi chúng ta chạy tiếp. Đây là đâu? Dạ, là Nhật Chiêu. Chúng ta đã liên tục đi 2 ngày 2 đêm rồi, chắc không ai đuổi theo nữa đâu. Dừng lại! Đến rồi, Lê Oánh đuổi tới rồi. Hoàng thượng chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Cái gì mà nhanh vậy? Các tướng lĩnh bọc hậu đó hết rồi. Dạ, bọn họ bọc đường hậu, chạy trốn hết rồi ạ. Hả? Thân bảo chúa, ngươi có mà chạy đằng trời. Lê Oanh tra tên vào cung và xả tiễn. Quy Mục thấy gió rít bên tai, mũi tên cắm ngập vào thân cây. Lại déo déo, mũi thứ hai sượt qua tay áo. Mũi thứ ba trúng ngay bắp đùi, ngã xuống. Lê Oanh chạy tới đấm liên tục vào mặt. Mỗi một quả thôi sơn giáng xuống đầu Quỷ Dương như trời long đất lở. Quy Mục phun cả máu miệng lẫn máu mũi, ngất xỉu. Trói hắn lại, dễ gì cửa Lê Cảnh. Quy Mục hoàng đế những ngày sau sống trong nơm nớp lo sợ, không biết Lê Oanh sẽ trả thù mình tàn khốc cỡ nào. Cái gì? Hắn uống thuốc độc à? Từ đâu mà có? Tiểu nhân không rõ. Khi y sùi bọt mép thì trong tay cầm thứ này. Là cái kim mà. Đúng rồi thưa ngài. Dạ y sắp chết rồi, mời ngài hồi cung để tránh mùi hôi. Không sao, ta muốn tạm biệt ông anh họ quý báu của ta. Bảo chúa đang dậy chết, mắt trợn ngược, nước bọt chảy thành từng dòng. Giảng Tu Công không nói gì, chỉ thích thú chứng kiến cơn đau xé ruột hoàng hoại của Quy Mục Đế. Đến khi vua chết hẳn, Lê Oanh cho người lôi xác ra ngoài, cột trước nòng đại bác. Vĩnh biệt Quỷ Dương. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thay mà Lê Quy Mục bị xé toạc thành muôn mảnh, không còn nhìn ra hình dạng, máu thịt nhầy nhụa cả một khoảng sân. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Những gì còn sót lại của Quy Mục Bảo Đế được đem đi chôn. Vào một ngày đẹp trời, Lê Oanh đội mũ cổ miệng, mặc áo lông bào, bước lên đài cao, giang hai tay như muốn ôm cả thiên hạ. Dân võ bá quan quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Sử gọi là Tương Dực Hoàng Đế. Việc đầu tiên Tương Dực cần làm là dọn dẹp cái đống bùi nhùi mà ông tiền nhiệm quý quá đã để lại. Trong 1, 2, 3, 4 năm Quy Mục làm vua, đại việc cực kỳ nát. Tương Dực liên tục tổ chức thi hội rồi đến thi đình. Đạo trị quốc, ta nên làm thế nào? Làm thế nào? Làm sao mà biết được? Ông làm cách nào bây giờ đây? Ông biết không, trị quốc thì đâu có được quan làm gì, thấy không? Cho trùng tu lại quốc tự giám, sửa sang lại bia tiến sĩ,
để cả thiên hạ này rõ trẫm khác hiền tài như khác nước. Hoàng đế thông minh, xứng đáng là bậc chí tôn, sáng suốt làm gương cho cả nước, khôi phục quy mô, xây dựng cơ nghiệp của Lê Thái Tổ, mở rộng nền móng văn giáo thịnh trị của Lê Thánh Tông. Các quan lớn nhỏ mừng quá trời quá đất, ôm nhau khóc lóc trong sung sướng, vì cuối cùng ông trời đã tỏ tường, ban cho nước Nam một vị minh quân. Cũng trong buổi chầu hôm đó, sứ thần nhà Minh có dịp đi sang, nhìn tướng mạo và cách ăn nói của vị tân đế, liền bàn với thuộc hạ. Quốc vua An Lam á, mẹ thì đẹp, mà người lại lợt, thanh tình thì háo dâm, lại vua lợn, loạn dông sẽ không có lâu đâu.